Chào mừng quý khán giả và bà con nông dân đang đến với bản tin thời tiết nông vụ. Thưa bà con, vào sáng ngày hôm nay, sau khi đi vào khu vực biển phía tây bắc đảo Luzon của Philippines, bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 cho đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đêm nay và ngày mai, miền Bắc chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu. Sau đó khoảng chiều tối và đêm ngày mùng 10, các khu vực trên có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió đông bắc có cường độ trung bình. Riêng thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14 thì khu vực Trung và Nam Trung Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của đới gió đông trên cao hoạt động yếu, mưa rào vài nơi về chiều tối. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi là từ 24 đến 26 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 19 độ, ở vùng núi là từ 13 đến 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ, ở phía Nam có nơi là từ 24 đến 26 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 đến 60%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, trong vụ đông xuân 2012-2013, sản lượng thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên chỉ đạt khoảng 70% so với các niên vụ trước. Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi bất thường của thời tiết. Tháng 2 năm 2012, khi đang hạn cao điểm, bất ngờ trời lại đổ mưa, khiến cho cà phê bung hoa khi chưa phân hóa hết mầm hoa, sau đó lại nắng gắt. Hậu quả là có đến 15% lượng hoa nở sớm phải bỏ. Tiếp nữa, vào tháng 7, khi cà phê cần mưa nhiều để trái lớn, lại gặp hạn nên cây bị chững lại, làm giảm năng suất khoảng 15% nữa. Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do tập quán hái tuốt cà phê xanh khi quả chưa chín hết. Mỗi năm chuyển dịch một ít ngày, kết quả là thu hoạch cà phê rơi vào cuối mùa mưa. Sau đó, vụ kế tiếp lại dễ gặp mưa bất thường vào tháng giêng, nên cà phê dễ bung hoa khi mầm hoa chưa phân hóa hết, làm cho khó chăm sóc và năng suất bị giảm. Do vậy, với một số vườn đã bung hoa, bà con không nên tưới đuổi để duy trì số hoa này, mà nên để cho số hoa bung sớm tự rụng. Vì nếu đậu ít mà biết chăm sóc tốt thì quả non rụng không đáng kể, năng suất vẫn không giảm. Đồng thời bà con cũng nên quan sát kỹ để bón phân mùa khô cho đúng. Nếu năng suất vụ vừa rồi không cao, cây còn khỏe thì không phải bón phân vào đợt tưới đầu tiên mà nên để phân bón vào đợt tưới thứ hai. Nếu năng suất vụ vừa rồi đạt cao, vườn cây có dấu hiệu sơ sác thì cần phải bón mỗi cây từ 100 đến 200 g phân mùa khô ở đợt tưới đầu tiên. Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng hết sức phấn khởi nhờ các loại trái cây chủ lực như sầu riêng, chôm chôm, xoài cát, hòa lộc đều tăng giá mạnh.
Nguyên nhân khiến các loại trái cây đặc sản tăng giá mạnh trong đầu tháng 12 là do vào thời điểm này, về cơ bản thì bà con nông dân trong khu vực đã thu hoạch xong trái cây chính vụ và đang bắt đầu vào vụ nghịch. Do vậy, nguồn cung ít nhưng nhu cầu thị trường lại lớn. Với 70.000 ha vườn cây ăn trái, Tiền Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về trồng cây ăn trái hiện nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!